cái phim rất là nổi tiếng đã chiếu ở Việt Nam. Xin hỏi có ai biết phim đó không? Phim đó tên là Người Tình Không Chân Dung. Và người producer sản xuất và cũng là diễn viên chính trong đó là nữ đại tử Kiều Trinh. Cô là một người sản xuất đầu tiên người phụ nữ ở nước Việt Nam. Và cũng là một người phụ nữ đặc biệt nhất trên thế giới mà từ hơn 60 thế kỷ nay đã đóng nhiều phim, đã hơn 100 cái phim rồi. Và đặc biệt hơn nữa đó là cô đã làm một hội từ thiện gọi là Việt Nam Children's Fund mà đã xây được hơn 52 cái căn trường rất là lớn ở Việt Nam mà đã giúp cho hơn 45.000 trẻ em mỗi năm. Đây là một điều Linh rất là hạnh diện là có cô là một người bạn và một người đồng hành làm phim chung. Vâng, Linh thì Linh làm nhà sản xuất phim. Phim đầu tay của Linh là phim Vượt Sống. Phim đó thì được 28 giải trên thế giới. Và sau đó sản xuất chung với cô luôn là phim Ride the Thunder và phim Finding Julia. Thì cái này bây giờ đang vẫn còn tiếp tục làm phim. Thì Linh cầu nguyện cho cô sống cho tới 115 tuổi và vẫn có sức khỏe và vẫn làm từ thiện và vẫn tiếp tục đóng những cái phim để cho thế hệ sau họ có thể ủng hộ mình. Thank you.
xin chỗ một lần cho đêm mặc nồng yêu thương vợ chồng.